Hello, ngoài đường biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình trò chuyện về bóng đá Việt Nam tối ngày hôm nay, ngày 28 tháng 5 năm 2023. Cách đây ít phút thì trận đấu tâm điểm của vòng 9 V-League giữa câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa, đội đang giữ vị trí đầu bảng xếp hạng, và câu lạc bộ Viettel đã khép lại với chiến thắng 3-2 rất kịch tính nghiêng về đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa. Với chiến thắng này thì có thể nói là các học trò của huấn luyện viên Popov đã thể hiện một màn trình diễn vô cùng là ấn tượng cho đến thời điểm này của mùa giải năm 2023. Và với 21 điểm có được, Đông Á Thanh Hóa đang độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng V-League, bỏ xa đội đang xếp thứ hai đó là Công an Hà Nội 4 điểm. Cho đến thời điểm này, Công an Hà Nội họ mới chỉ có được 17 điểm. Trong khi đó thì sau cái thất bại ngày hôm nay, câu lạc bộ Viettel đang đứng ở vị trí thứ 8 với 11 điểm. Có thể nói là năm nay là một năm rất khó khăn dành cho câu lạc bộ Viettel. Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa họ đang được xem là ứng viên số 1 cho cuộc đua vô địch V-League năm 2023 này. Ngoài đường biết, rất cảm ơn cả nhà đã dành thời gian để theo dõi thông tin liên quan đến bóng đá Việt Nam. Hiện tại thì mình cũng vừa mới quay trở về sau chuyến du lịch cùng với đoàn du lịch bóng đá ngoài đường pit ở Đà Nẵng và theo dõi trận đấu giữa câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu này thì đã kết thúc với tỷ số là hòa 1-1, và có thể nói là điều mà khiến cho các cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai lo lắng nhất lúc này là tình hình chấn thương của cầu thủ Dụng Quang Nho. Dụng Quang Nho thì ngày mai sẽ đi chụp MRI để xác định cái mức độ tổn thương của cái chấn thương ngày hôm qua sau một cái tình huống xử lý bóng lỗi và cố gắng để cướp lại bóng từ trong chân của cầu thủ SHB Đà Nẵng. Thì Dụng Quang Nho đã gặp một cái chấn thương. Đây có thể nói là một cái điều khiến cho ban huấn luyện cũng như là ban lãnh đạo của đội bóng Phố Núi cảm thấy rất là lo lắng, bởi Quang Nho là mẫu cầu thủ đá thiên về sức, và vì vậy mà có Quang Nho trong hàng phòng ngự thì vẫn là một cái điều đảm bảo cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai an toàn. Và việc mà Quang Nho gặp chấn thương thì khiến cho thầy trò huấn luyện viên Ketisak cảm thấy rất là lo lắng. Mình xin tiếp tục đến với một thông tin khá là thú vị, đó là chiều ngày hôm nay thì đội tuyển U17 Việt Nam cũng tiếp tục có một trận đấu giao hữu nữa và đã giành chiến thắng 3-1 trước U18 Honda FC. Trận đấu giao hữu này là trận đấu giao hữu thứ hai của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ở trong chuyến tập huấn 15 ngày tại Nhật Bản. Trước đó thì U17 Việt Nam cũng đã có một cái chiến thắng trước trường Trung học phổ thông Keisenkai với tỷ số là 2-0, và đây là một cái trận đấu thứ hai mà có thể nói là mang lại rất là nhiều những cái thông tin bổ ích cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn trong cái quá trình mà chuẩn bị cho sân chơi vòng chung kết U17 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 6 tới tại Thái Lan. Với mục đích kiểm tra, đánh giá kết quả tập luyện trong những ngày vừa qua thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tận dụng tối đa quyền thay người trong trận đấu gặp U18 Honda FC, đồng thời từng bước định hình bộ khung chính với những nhân tố đang có cái màn thể hiện tốt nhất ở từng vị trí. Ở hiệp đấu đầu tiên thì U17 Việt Nam chủ động nhập cuộc điềm tĩnh và ưu tiên sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự. Với lối chơi kỷ luật, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không những hóa giải thành công các pha lên bóng của đội bạn mà còn có bàn thắng vượt lên dẫn trước sau pha dứt điểm căng từ cự ly gần 20m của tiền vệ Quốc Trung. Đây cũng là tỷ số của hiệp 1. Sang hiệp 2, những nỗ lực dâng cao của U18 Honda đã giúp họ có được bàn gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, điều này không giúp cho đội chủ sân Miyakoda đảo ngược được cục diện trước sự hưng phấn của các cầu thủ U17 Việt Nam. Trong những phút còn lại, U17 Việt Nam duy trì sự lấn lướt trên sân và có bàn thắng vượt lên dẫn trước 2-1 khi Long Vũ thoát xuống đón đường truyền của Công Phương trước khi hạ thủ thành U18 Honda FC bằng pha dứt điểm trong vòng cấm. Cũng chính Long Vũ ghi dấu ấn bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 sau một tình huống chồng biên và căng ngang cho Đình Thượng lập công. Như vậy thì U17 Việt Nam đã có chiến thắng thứ hai liên tiếp trong đợt tập huấn tại Nhật Bản. Tuy nhiên, với tính chất của các trận giao hữu cọ sát thì kết quả thắng thua không được xem là thước đo toàn diện về chuyên môn đối với một đội bóng. Điều quan trọng là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra được thử nghiệm, đã kiểm tra, đánh giá được phần nào về ưu nhược điểm của các học trò.
Từ đó có sự điều chỉnh nhằm hướng tới mục tiêu chính là vòng chung kết U17 châu Á năm 2023. Theo kế hoạch thì U17 Việt Nam còn 2 trận giao hữu nữa trước khi kết thúc đợt tập huấn tại Nhật Bản. Cả hai quân xanh sắp tới đều được đánh giá cao về chuyên môn, đó là đội tuyển đại học Tokoha và đội tuyển đại học Shizuoka. Đây sẽ là cái quãng thời gian rất là quan trọng dành cho các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tấn để định hình lối chơi cũng như là lực lượng để mà hướng tới cái vòng chung kết U17 châu Á năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 6 tại Thái Lan. Hy vọng là chúng ta sẽ được chứng kiến màn thể hiện thật là tốt của đội tuyển U17 Việt Nam, và cũng xin được nhắc lại là vào ngày 5 tháng 6 tới thì đội tuyển U17 Việt Nam sẽ quay trở về và sẽ có một tuần tập luyện chuẩn bị tại Bà Rịa Vũng Tàu trước khi mà sang Thái Lan để tham dự vòng chung kết U17 châu Á năm 2023. Và mình cũng sẽ cố gắng là có mặt tại Bà Rịa Vũng Tàu để mang đến những cái thông tin về phần tập luyện của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đến với quý khán giả. Rất cảm ơn cả nhà đã dành thời gian để theo dõi cái phần điểm tin của Vlog Ngoài Đường Pit, và nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho mình xin một like để tăng thêm cái tương tác được không ạ? Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Ok rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau trò chuyện luôn. Xin được gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Xin chào bạn Bóng Đá Phủi Việt Nam, bạn Hồ Quốc Vĩ, bạn Thanh Thúy, bạn Minh Trần, bạn Tính Phạm. Xin chào bạn Kim Mây, bạn Trần Thanh Hoa, bạn Trần Văn Sơn. U17 của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hay quá Dũng ơi, và xin cảm ơn chia sẻ của bạn Trần Văn Sơn ạ. Xin chào bạn Trần Mạnh Vinh, like đầu cho anh, chúc anh có buổi like nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn Trần Mạnh Vinh. Xin chào bạn chú Tư, chào Dũng nhé, chúc em buổi tối vui vẻ. Dạ em xin cảm ơn ạ. Con chào chú Trần Đình Tâm ạ. Bạn Thanh Thúy, quê hương hoa thanh quế của em tuyệt vời không anh Dũng? Xin cảm ơn câu hỏi của Thanh Thúy, và cũng xin chúc mừng cho Thanh Hóa. Có thể nói là những gì mà Đông Á Thanh Hóa họ thể hiện ở mùa giải năm nay cho đến thời điểm này là cực kỳ xứng đáng với cái vị trí đầu bảng xếp hạng. Và chắc chắn là thầy trò huấn luyện viên Popov sẽ còn thi đấu hay hơn nữa ở những cái vòng đấu tiếp theo. Có thể nói là năm nay sẽ là một cuộc đua cực kỳ là hấp dẫn giữa hai đội bóng Đông Á Thanh Hóa và Công An Hà Nội. Khoảng cách điểm của hai đội lúc này là 4 điểm, chưa có gì là chắc chắn cả. Nhưng mà cái lối chơi và cái mặt tinh thần của Đông Á Thanh Hóa là cái điều mà người hâm mộ xứ Thanh đang cực kỳ là tự hào về các cầu thủ. Những gì mà họ thể hiện là hoàn toàn là xứng đáng với cái vị trí đầu bảng xếp hạng. Và chắc chắn là cái sự quyết tâm này sẽ còn được duy trì rất lâu nữa ở những giai đoạn khó khăn tiếp theo. Những cái giai đoạn mà có rất là nhiều những cái biến số khó lường của sân chơi V-League. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả, lúc này đã là 9 vòng đấu rồi, sẽ chỉ còn 4 vòng đấu nữa là khép lại giai đoạn lượt đi của V-League 2023 và sẽ phân nhóm. 8 đội từ vị trí thứ nhất cho đến vị trí thứ 8 sẽ cạnh tranh chức vô địch mùa giải năm 2023. Từ vị trí thứ 9 cho đến vị trí thứ 14 sẽ cố gắng tránh cái vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng, đồng nghĩa là phải xuống chơi ở giải hạng nhất năm 2023-2024. Và vì vậy mà đây đang là một cái thời điểm vô cùng là căng thẳng. Giống như chia sẻ của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng vào ngày hôm qua, khi mà anh Phan Thanh Hùng anh ấy phát biểu sau trận đấu, anh ấy nói là mọi trận đấu của SHB Đà Nẵng ở thời điểm hiện tại đều là các trận chung kết. Và xin thưa với quý khán giả là không chỉ anh Phan Thanh Hùng đâu ạ, mà hầu như tất cả các huấn luyện viên ở thời điểm này họ cũng đều có cùng suy nghĩ giống như anh Phan Thanh Hùng mà thôi. Mọi trận đấu ở sân chơi V-League bây giờ đều là những trận chung kết. Các đội bóng họ không chấp nhận cái kết quả thắng thua. Họ sẽ cố gắng bằng tất cả những cái sức lực của mình. Kể cả việc là bị đánh giá là thấp đi chăng nữa, một đội bóng hoàn toàn có thể sẽ có được điểm số nếu như họ quyết tâm ở thời điểm này. Bởi vì họ hiểu rằng là nếu, nhất là với những cái đội bóng mà từ trước đến giờ luôn bị đánh giá là có nguy cơ cao rất hạn, thì họ sẽ cố gắng làm sao để lọt vào được top 8 của V-League để chính thức an toàn. Còn với những đội mà nếu không may không thể lọt vào được top 8 mà đứng ở vị trí từ thứ 9 cho đến thứ 14, tức là nhóm phải đua trụ hạng, thì họ cũng sẽ cố gắng để tích lũy mọi cái điểm số ở thời điểm hiện tại để
duy trì được một cái khoảng cách an toàn với cái đội mà đang đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng V-League sau cái giai đoạn lượt đi. Bởi vì càng có cái khoảng cách điểm xa thì cái cơ hội để họ trụ lại sân chơi V-League năm 2023 sẽ rất lớn. Xin được chia sẻ với quý khán giả, cho đến thời điểm hiện tại thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với cái thất bại vô cùng là đáng tiếc, tỷ số là 3-4 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, mặc dù là trước đó thì họ đã dẫn trước với tỷ số là 3-1, thì bây giờ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh họ đang chôn chân ở vị trí cuối bảng xếp hạng với 4 điểm và kém hai đội xếp ở phía trên, đó là SHB Đà Nẵng ở vị trí thứ 12 và BKMX Bình Dương ở vị trí thứ 13, một điểm mà thôi. Một điểm họ hoàn toàn có thể là san lấp được. Nhưng mà nếu những cái vòng đấu tiếp theo mà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thi đấu không tốt thì rất có thể là cái khoảng cách điểm này nó sẽ được nới rộng lên. Và như vậy thì khi mà bước vào cái giai đoạn lượt về, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh họ làm thế nào để thu hẹp được cái cách biệt về điểm đó đây? Cho nên là ở thời điểm này thì huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cần phải làm cái tư tưởng cho tất cả các cầu thủ, đó là phải cố gắng để mà có một cái chiến thắng để không cho các cái đội kia họ bước xa về điểm số. Vậy thì làm thế nào? Ngay vòng đấu tới đây, tức là vòng 10 của V-League, trên sân Thống Nhất, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh họ có cái lợi thế được thi đấu trên sân nhà đó. Và họ tiếp đón một trong những đối thủ trực tiếp của họ, đó là SHB Đà Nẵng. Đó là trận đấu mà câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh họ sẽ buộc phải đánh bại SHB Đà Nẵng, chứ không còn cách nào khác, kể cả cầm hòa cũng bị xem là thất bại. Nhưng mà SHB Đà Nẵng thì ở thời điểm này họ đá rất là quyết tâm. Họ động viên nhau vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Cái trận đấu vừa rồi với Hoàng Anh Gia Lai, thậm chí là họ còn có những cái tình huống rất là nguy hiểm ở hiệp 2 trước Hoàng Anh Gia Lai nữa. Điều đó cho thấy rằng là ở cái thế dựa chân tường thì không được phép coi thường bất kỳ. Và có thể nói là năm nay là một cái giai đoạn, đây là đang là một cái giai đoạn vô cùng là hấp dẫn, vô cùng là kịch tính và rất khó dự đoán của mùa giải năm 2023 này. Rất là xin lỗi quý khán giả là vừa rồi cái tín hiệu wifi á, nó có cái trục trặc gì đó nó ảnh hưởng, nên là mong quý khán giả thông cảm ạ. Mình vừa phải kết nối lại, nó bị gián đoạn một xíu. Mấy hôm nay cái tín hiệu wifi ở nhà nó liên tục có cái lỗi gì đó, xử lý hoài không được. Có lẽ là cái modem nó cũng bắt đầu có vấn đề và cần phải reset lại. Chúng ta lại tiếp tục với những cái tương tác tiếp theo ạ. Hôm nay thì mình hơi mệt một xíu nên là nếu mà cảm thấy không khỏe lắm thì xin phép được trò chuyện ngắn thôi, rồi xin được gửi lời tạm biệt cả nhà. Mình tiếp tục với những câu ở phía dưới ạ. Em gửi lời chào đến bạn Hoàng Nguyễn, con chào chú Trần Văn Biên, xin chào bạn Võ Bá Hoàng. Hello anh, nói cho vui là Hoàng Anh Gia Lai mình mỗi khi ghi một bàn thì chưa yên tâm. Dẫn trước thì y như rằng cuối cùng cũng thua ngược, chừng nào dẫn cách biệt 4-5 bàn thì mới chắc thắng. Cái chuyện này thì không có nói cho vui. Nói chung là nếu ở cương vị là một người hâm mộ thì chúng ta cần phải tỉnh táo thôi. Ở thời điểm hiện tại mình rất là vui vì cái những gì mà các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai họ thể hiện. Mình không nghĩ giống như nhiều cổ động viên có nhiều cô chú anh chị có nhắn cho mình là đá cái gì mà để bị gỡ hòa rồi đá gì. Những cái lời nhắn nó rất là tiêu cực. Vì mình nói thiệt là mọi người không hiểu được một chuyện, đây đang là một tập thể quá là non, quá là trẻ và quá là non kinh nghiệm. Họ thực sự là nếu để nói là mùa giải năm nay mà đá 9 vòng đấu mà được 10 điểm, mình đã thấy đó là một thành công lớn của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai rồi. Nhất là nếu chúng ta nhìn tổng thể về bảng xếp hạng của V-League thì chúng ta mới hiểu được là năm nay các đội bóng họ đã cầm chân nhau rất là nhiều. Và họ khiến cho cái bảng xếp hạng rất là căng thẳng và kịch tính. Như vậy thì Hoàng Anh Gia Lai trong một cái lực lượng và một cái tập thể bị xáo trộn rất là nhiều với các cầu thủ trụ cột ra đi.
tới 2 phần 3 đội hình, thì có thể nói là cái việc bổ sung các em lên để mà từ từ tích lũy kinh nghiệm và thi đấu, và cái việc mà các em cố gắng từng trận đấu đều có những cái điểm số, và thậm chí là có luôn những cái điểm số trước những cái đội bóng rất là mạnh ở mùa giải năm nay. Thanh Hóa cũng hòa, Công An Hà Nội cũng hòa, thì điều đó cho thấy rằng là Hoàng Anh Gia Lai họ đã rất là nỗ lực rồi, đúng không ạ? Viettel còn thắng luôn, thì điều đó cho thấy rằng là có tiến bộ từng ngày. Chứ còn không phải là nhìn với cái thái độ coi thường, mình không hề coi thường đội bóng này luôn. Mình rất là mến các em. Tại vì sau một cái việc là chia tay gần như là hết các cái cầu thủ mà phải nói là để lại dấu ấn nhiều nhất của Hoàng Anh Gia Lai, thì không ai nghĩ rằng là các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, cái lứa trẻ này trụ được, hay nói đúng hơn là khó đánh bại ở thời điểm hiện tại. Hoàng Gia Lai thực sự là bây giờ khó đánh bại. Và vì vậy mà mình nghĩ rằng là cái thời gian này á, đang là một cái giai đoạn mà Hoàng Anh Gia Lai họ đang thể hiện tiến bộ, chứ không phải là cái chuyện là họ để dễ dàng thủng lưới. Cái vấn đề ở đây đó là Hoàng Anh Gia Lai họ không có cái thái độ buông xuôi. Họ đá với một cái thái độ rất là quyết tâm từ đầu cho đến cuối trận. Và kể cả bị dẫn bàn mà vẫn tìm được những trận hòa, như là trận hòa với Nam Định chẳng hạn. Thì đó cho thấy rằng là đây là một đội bóng rất là đáng xem. Năm nay có thể gọi là bỏ. Bỏ ở đây là mong cho các bạn ấy vào top 8, hoặc là nếu mà đứng ở top 6 thì phải đứng ở cái nhóm đầu. Nhưng mà năm 2023-2024 thì sẽ thực sự là đáng xem. Bởi vì rèn giũa kinh nghiệm, có kinh nghiệm rồi thì sẽ rất là tốt. Xin chào bạn Tín Phạm, em nghe nói năm nay giải U19 quốc tế diễn ra ở Cần Thơ, sao giờ không nhắc đến, không biết có tổ chức nữa không anh? Anh cũng không rõ bạn Tín Phạm ơi. Cái này thì mấy hôm nay cũng không có, mình cũng không có để ý thông tin về cái giải U19, cũng không thấy nói năng gì hết. Thường thì bên ban tổ chức họ sẽ nhắn email và họ sẽ chat, họ thông báo những cái gì cần làm, cần tác nghiệp hay không, để họ hỗ trợ, thì lúc đó mình mới biết thông tin, chứ còn mấy hôm nay cũng chẳng nghe thấy nói năng gì cả. Xin chào bạn Duy Hoàng, những trận đấu không có mùi của tiền quyền đá với nhau hay thật đấy, như trận chiều nay xem rất thích mắt. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Duy Hoàng. Đông Á Thanh Hóa lúc này họ đang đá với cái tinh thần phải nói là tuyệt vời, lối chơi cũng cực kỳ là khó chịu, và các ngoại binh của họ có thể nói là việc mà mua những cái cầu thủ ngoại chất lượng, nó cho thấy rằng là cái sự đầu tư của Đông Á Thanh Hóa đi đúng hướng, rất là hay, rất là tuyệt vời. Xin chào chị Hiền Lam ạ, em cảm ơn chia sẻ của chị, Thanh Hóa hay quá. Dạ. Xin chào bạn Duy Hoàng, bạn Vũ Minh Quang, 41 chứ 31 gì? 41 chứ 31 là sao ạ? Dũng không hiểu câu này ạ. Bạn Duy Hoàng đá với Hà Nội, xem đến phút 80 mà Hà Nội bị dẫn là trọng tài thổi ben cho ngay. Các cầu thủ Hà Nội giỏi quá mà. Xin chào bạn Lê Dương Hưng. Anh chào em Dũng, anh là người xứ Thanh. Theo em thì Thanh Hóa năm nay có vô địch không? Anh cảm ơn em. Dạ, cái này thì em không có nhận định được đâu ạ. Thanh Hóa họ đang đứng đầu bảng và có nhiều cơ hội để vô địch. Cứ đội đầu bảng thì đương nhiên là nhiều cơ hội vô địch. Màn thể hiện của Thanh Hóa cũng rất là tốt, rất là ổn định trong khoảng thời gian vừa qua. Huấn luyện viên là một người rất cá tính và luôn biết cách để thu hút cái sự chú ý của giới truyền thông ở khu cabin của ban luyện. Trên sân thì các cầu thủ họ đá với nhau rất là gắn kết. Điều đó là cái điều rất là tuyệt vời rồi, không có gì để bàn cãi nữa hết. Nhưng ở đây vẫn là yếu tố nhưng. Trong một mùa giải chưa nói trước được điều gì, bởi vì bây giờ mới là vòng 9, còn 4 vòng đấu là hết lượt đi. Thanh Hóa ở thời điểm hiện tại là chắc chắn là họ trong top đua vô địch rồi, không cần phải bàn nữa. Cái điều quan trọng nhất ở đây đó là còn 7 trận đấu ở giai đoạn lượt về nữa. Chưa ai biết được sẽ còn những cái biến số nào, nên là cũng chưa khẳng định được. Xin chia sẻ với anh Duy Hoàng ạ. Còn anh Lê Dương Hưng ạ. Còn nhận định thì chúng ta cũng thấy rồi, là họ đang đứng đầu bảng. Họ đang bỏ đối thủ ở vị trí tiếp theo, đó là Công An Hà Nội tới 4 điểm.
Đó là một cái lợi thế rất là lớn của Đông Á Thanh Hóa. Nhưng mà duy trì làm thế nào cho đến hết lượt về là cái điều vô cùng là khó khăn, chứ không hề đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Một mùa giải nó hoàn toàn có thể xoay chiều chỉ trong vài vòng đấu cuối. Năm nay thì chúng ta cũng đã được chứng kiến rồi, đúng không ạ? Ngoại hạng Anh, Arsenal dẫn đầu bao nhiêu vòng, 30 mấy vòng đấu dẫn đầu. Nhưng mà cái giai đoạn quan trọng nhất sảy chân liên tục, Man City ôm cúp, nâng cúp, thấy không? Dortmund bây dẹt Munich cho đến trận đấu cuối cùng ngày hôm qua. Dortmund là gặp một đội bóng đã không còn động lực, đó là Man 05. Và cả nhà cũng đã thấy rồi đúng không ạ? Đau đớn cho Dortmund không? Cầm trong tay cái danh hiệu, cái đĩa bạc rồi mà cuối cùng phải trả lại cho Bayern Munich. Quá là đau đớn, quá là sốc đối với các cổ động viên của Dortmund. Và sốc với Marco Reus, cầu thủ mà nhận được rất là nhiều tình cảm của người hâm mộ. Một người đã gắn bó với Dortmund mười mấy năm, có rất là nhiều những cái đóng góp, cống hiến. Nhưng mà danh hiệu tưởng như đã đến tay rồi mà cuối cùng vẫn phải trả lại cho Bayern Munich. Đau ơi là đau, ngày hôm qua thực sự là rất đau với Dortmund. Xin chào bạn Cao Văn Hoàng. Cao Văn Hoàng 42 là sao Dũng không hiểu lắm ạ. Xin chào bạn Lê Tấn Lộc. Kiatisak không tạo được sự cạnh tranh cho cầu thủ, mặc định duy nhất một đội hình, không biết tới khi nào biết mùi chiến thắng. Thanh Nhân Bảo Toàn đá như đấm vào mắt, thua cả quốc Việt. Thực sự thì Lê Tấn Lộc, em đúng là một đứa trẻ để coi đá bóng. Anh hỏi em là em hãy cho anh một cái câu hỏi là em có coi trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An không, đúng không ạ? Đó là trận đấu đã đưa ra một đội hình rất là mới. Trận đấu đó anh Kiatisak, anh ấy suy nghĩ đến cái chuyện là đưa ra một đội hình để cho người hâm mộ được thưởng thức, và tự người hâm mộ có câu trả lời cho bản thân, và người hâm mộ cũng đã được cho câu trả lời rồi. Hoàng Anh Gia Lai đá với Sông Lam Nghệ An thua tan nát, đúng không ạ? Thua một cách rất dễ dàng và thua tan nát. Nó đúng như những gì mà Lê Tấn Lộc đã nhận định. Tạo sự cạnh tranh cho các cầu thủ. Anh Kiatisak anh ấy cho một đội hình có nhiều sự thay đổi, và các bạn ấy đã thi đấu cực kỳ là bỡ ngỡ, không đáp ứng đúng được chuyên môn. Đó là lý do mà tại sao anh Sắc anh ấy quay trở lại với đội hình cũ và không còn ai nhắc gì đến, nhưng mà vẫn còn Lê Tấn Lộc như em đang nhắc đến. Vì em không hiểu về cách làm huấn luyện viên và làm bóng đá, em chỉ hiểu theo cái kiểu là suy nghĩ của khán giả, suy nghĩ của những cậu bé rất là mơ mộng, không hiểu được cái thực tế khắc nghiệt của bóng đá. Đó là lý do mà tại sao khi mà bầu Đức cho cả một lứa ra ràng, thua te tua, thua tan nát, chơi được hay đúng một vài trận, thua te tua, thua tan nát. Bởi vì những đội bóng khác họ giữ một cái lực lượng các cầu thủ trụ cột, và họ sẽ đôn các cầu thủ trẻ lên từ từ. Thì về lâu về dài, các cầu thủ trẻ họ sẽ theo được các anh, để được các anh dìu dắt thì họ sẽ tiến bộ lên. Nhưng mà Hoàng Anh Gia Lai thì họ chấp nhận đi một cái con đường khác, đó là đưa hết một lứa cầu thủ trẻ lên để tự mà rèn giũa. Nên là các bạn ấy mất cái thời gian rất lâu, 5 năm đến 6 năm mới chín mùi, và mới có những cái mùa giải 2021 tưng bừng được một xíu. Vất vả hơn rất là nhiều so với cái việc là đá với một đội hình có các cầu thủ kinh nghiệm và dìu dắt. Nhưng mà năm nay còn y chang như là lặp lại cái năm 2014, cũng một lứa mới ra ràng nữa. Lần này cũng chỉ giữ lại được có 2 đến 3 cầu thủ được xem là đủ cái kinh nghiệm để mà dìu dắt. Và đến thời điểm này thì cả nhà cũng thấy rồi, dìu dắt tốt, Thanh Nhân ngày hôm qua đá rất dở. Cánh của Thanh Nhân, rồi cái vị trí của Lê Văn Sơn hay là Bảo Toàn ngày hôm qua khiến cho người hâm mộ cảm thấy rất là lo. Nhưng mà bình thường, cái chuyện đó nó rất là bình thường trong bóng đá. Văn Sơn đá bao nhiêu trận chính rồi, đá liên tục, có được nghỉ không? Chưa. Chưa được nghỉ, trừ khi là bị thẻ phạt thôi, còn giờ chưa có nghỉ gì hết. Rất mệt chứ.
cày như vậy là rất mệt, nhưng mà bây giờ vẫn phải cày thôi, phải có chấp nhận cái chuyện là có những trận Sơn sẽ đá dở. Toàn nhỏ tuổi hơn lứa Văn Toàn một chút thôi, và bạn ấy bây giờ đá chính liên tục với cái vai trò là phải dìu dắt những cầu thủ trẻ hơn. Bảo Toàn có phải là già dặn gì đâu, vẫn đang rất trẻ mà còn phải đóng cái vai trò là dìu dắt nữa. Nên là đảm bảo một câu chuyện là sẽ có những cái trận rất là dở. Sẽ có những cái trận rất là dở. Nhưng mà không sao cả. Bởi vì bây giờ phải chấp nhận cái chuyện là đưa ra mà dìu dắt thôi. Tuấn Anh đá có được nghỉ phút nào chưa? Hôm qua khán giả Đà Nẵng ngồi trên sân trầm trồ suýt xa Tuấn Anh. Ôi, thằng Tuấn Anh nó đá hay thế. Ôi, nó đá ghê quá. Nghe khen như vậy thì có vẻ là hơi sướng cái lỗ tai một xíu. Nhưng mà nhìn lại thì thấy hoảng chứ, thấy lo chứ. Đá cái gì mà 9 vòng đấu liên tiếp đá hết 90 phút với Tuấn Anh. Tuấn Anh bây giờ đá vào bóng cũng già dặn hơn rất là nhiều. Mà không có nghĩa là để cho Tuấn Anh gầy gồng lên mà phải đá như vậy. Thì đương nhiên đây là một đội hình rất là lo. Nhưng mà anh Sắc không còn lựa chọn nào khác. Phải là Tuấn Anh, phải là Minh Vương, phải là Châu Ngọc Quang, phải là Lê Văn Sơn. Những bạn này mà không dìu dắt nữa thì mấy bạn kia lên thế nào được. Còn cái chuyện là trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ thì đó, trao rồi, các cầu thủ ít được đá cũng trao luôn rồi. Vô một cái là đá như gà mắc tóc liền. Đá chính cái là như gà mắc tóc liền, không thể đá được. Vì đối thủ họ là ai? Toàn là 28, 29, 30 tuổi, 31, 32. Nó vô nó đá mà nó chỉ cần đi ngang qua nói là ê nhóc mày, mày láo với anh hả? Cái thôi. Xanh mặt liền. Xanh mặt liền chứ. Đá thế nào được nữa. Chưa chạy đến đã thấy ông kia ông lớn tuổi hơn mình. Ông nhảy vô ông đá mình. Sợ không? Sợ chứ. Nghe một vài câu các bạn có ở trên sân thôi mà các bạn biết được là họ đang nói gì với nhau. Nên là Lê Tấn Lộc đúng là em còn rất là nhỏ để em hiểu được cái chuyện là bóng đá nó không giống như là 1 cộng 1 bằng 2. Nó không giống như em đang chơi game đâu. Nó khác rất nhiều. Xin chào bạn Đỗ Thêm. Em thấy Quốc Phương hơi yếu nhưng sút bóng sống thì không ai bằng. Xin cảm ơn chia sẻ của Đỗ Thêm. Quốc Phương hôm nay có một cầu thủ đó là ngoài đường pit cũng đã có một bàn thắng cho Đông Á Thanh Hóa. Xin mời cả nhà cùng cho một tràng pháo tay được không ạ? Đó là Nguyễn Hữu Dũng ạ. Hữu Dũng này thì mình cũng đã từng có khoảng thời gian được rất là nhiều bạn bè chọc khi mà Hữu Dũng này cũng thi đấu ở SEA Games năm 2015 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Toshiya Miura. Rất là giống tên, giống cả tên, giống cả họ và giống cả chữ lót luôn. Và hồi xưa thì Tạ Biên Cương cũng đã từng nói là Hữu Dũng nhưng không vô mưu. Ngày hôm nay thì Hữu Dũng cũng đã có một bàn thắng rất là quan trọng cho Đông Á Thanh Hóa trong cái trận đấu với câu lạc bộ Viettel. Một có thể nói là bây giờ huấn luyện viên Popov đang tạo ra một cái ngọn lửa tinh thần rất là lớn, kể cả các cầu thủ đá chính hay các cầu thủ dự bị của Đông Á Thanh Hóa thời điểm hiện tại, họ ra sân với cái khát khao và cái tinh thần rất là tốt. Đó là một cái điều cực kỳ quan trọng. Bạn một đội bóng mà tập hợp được nhiều các cái yếu tố về chuyên môn thì không nói, huấn luyện viên đương nhiên giỏi thì mới đưa được đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng nè. Nhưng mà cái yếu tố khác nữa là về mặt tinh thần, cái sự đồng hành của lãnh đạo đội bóng, đó là rất là nhiều những cái yếu tố nó có thể định đoạt, nó có thể quyết định đến cái khả năng đua vô địch ở mùa giải hay không. Thanh Hóa lúc này là đang có tất cả. Con chào chú Nguyễn Hoang. Con chào chú Trần Văn Biên. Bạn chú Tư, tuyển quốc gia bao giờ triệu tập về Dũng ơi? Dạ, đội tuyển chắc là ngày 7. Tại vì ngày 6, tháng 6 là kết thúc cái vòng 11 của V-League. Thì là đến ngày 7 là có thể là hội quân được rồi.
Xin chào bạn Thái Loan, huấn luyện viên Chú Xê gọi Văn Tùng ghi bàn lên tuyển Việt Nam. Dũng chưa có nghe thông tin này, nhưng mà có lẽ là sẽ đúng thôi, tại vì cái trận đấu hôm vừa rồi, ông Chú Xê, ông ấy lên sân để dự khán cái trận đấu giữa BKMX Bình Dương và Hà Nội FC. Và ông ấy cũng đã có xuống cuộc, có cuộc trò chuyện với Tiến Linh, với Văn Tùng, với Thành Trung, với Duy Mạnh. Bạn Tính Phạm, mùa giải này công tác trọng tài là vấn đề đáng báo động, nhưng nếu chỉ trích nhiều quá liệu có phải là tốt không anh? Một khi nhiều trọng tài không muốn bắt nữa, liệu V-League sẽ thiếu nguồn trọng tài? Xin cảm ơn câu hỏi của Tính Phạm, một câu hỏi mà chắc là cũng nhiều người sẽ suy nghĩ đến cái chuyện này, là liệu trọng tài họ có tự ái hay không, và họ sẽ không tham gia vào cái việc điều hành giải đấu hay không. Nhưng mà thật ra thì đội ngũ trọng tài lúc này đang rất đông. Rất đông đó Tính Phạm. Em nhìn vậy thôi chứ đông lắm. Và các trọng tài họ cạnh tranh nhau khốc liệt cái suất để có cái được phân công làm nhiệm vụ. Lương của trọng tài khi mà điều hành các cái trận đấu ở V-League được trả rất là cao. Và một tháng mà ông nào bắt 2 trận chính và 2 trận làm trọng tài bàn thì bèo bèo cũng có hơn 40 triệu. Một cái mức thu nhập rất là tốt đối với trọng tài, bởi vì dù sao thì đây vẫn là nghề tay trái. Nghề chính của họ vẫn là có thể là giáo viên thể dục, có thể là làm văn phòng hay là làm cái gì đó. Nhưng mà có cái thu nhập rất là tốt từ cái nghề trọng tài thì đương nhiên đồng nghĩa với việc là cạnh tranh vị trí rất khốc liệt. Đội ngũ trọng tài được đào tạo mỗi năm rất nhiều chứ không ít đâu. Và họ cứ được đôn lên như thế. Cho nên là không có chuyện là người này tự ái bỏ thì đội ngũ trọng tài họ sẽ rủ nhau tẩy chay, không làm nhiệm vụ nữa đâu, không có chuyện ở đâu, mà ngay lập tức là họ sẽ mất luôn cái cơ hội để cầm còi, người khác chám chỗ liền. Rất khốc liệt, rất cạnh tranh, cho nên là cũng đừng lo quá Tính Phạm ạ. Con chào chú Nguyễn Xuân Đăng ạ. Vợ chồng cô chú xin chào cháu Dũng ạ. Ngọc Thụy, chúc cháu sức khỏe. Dạ con xin cảm ơn chú Nguyễn Xuân Đảng ạ. Dạ con cảm ơn chú rất nhiều ạ. Xin chào bạn Hlum Roma Amit, ngày càng đã hay quá. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Hlum Roma Amit, chàng trai đến từ Kon Tum. Có nhiều có quãng thời gian là thi đấu cho SHB Đà Nẵng, bây giờ là đang thi đấu cho Đông Á Thanh Hóa. Cái bạn lái xe mà đưa đoàn du lịch của mình á, đi 2 ngày vừa qua ở Đà Nẵng á, là bạn này là bạn thân của Amit và Phan Đức Lễ của SHB Đà Nẵng. Cũng lên xe cũng nhắc rất là nhiều đến Amit, giờ thấy Hlum Roma nói đến là anh nhớ liền. Xin chào bạn Nguyễn Hồng Sơn. Hy vọng là mùa 2023-2024 vẫn còn được qua thống nhất coi V-League anh ạ. Cảm ơn chia sẻ của Hồng Sơn. Lo quá, không biết làm sao đây, biết có còn được coi ở V-League hay không, hay là lại phải trông chờ là PVF Công an Nhân dân họ lên hạng và họ đổi tên thành phiên hiệu là Công an Thành phố Hồ Chí Minh rồi chọn sân thống nhất đá thì chúng ta mới lại được xem. Chứ bây giờ sân thống nhất mà lại tối đèn nữa thì quá là buồn. Xin chào bạn Nguyễn Thắng. Thanh Hóa năm nay lối đá đẳng cấp, rất hiện đại, đẹp mắt và hiệu quả. Nói họ may mắn ngựa ô là chưa hợp lý, vì bản lĩnh gặp Hà Nội, Viettel, Bình Định với 7 điểm kiếm được, Thanh Hóa có thể vô địch không Dũng? Dạ xin cảm ơn câu hỏi của anh Nguyễn Thăng ạ. Và Dũng cũng đã có cái nhận định ở phía trên, cũng gần giống với cái câu hỏi của anh Nguyễn Thăng ở phía trên rồi đó, là Dũng không khẳng định được là Thanh Hóa sẽ vô địch. Họ đang đua vô địch thì đúng, nhưng mà họ vô địch hay không là còn rất rất là nhiều yếu tố. Yếu tố ở đây có thể không phải đến từ họ, cho nên là cũng chưa khẳng định được cái gì cả. Xin chào bạn Long Nguyễn. Chúng ta tuyển cầu thủ ngoại cho họ ra sân đá vài trận, thấy không hiệu quả là lập tức thay thế hoặc thanh lý ngay. Thế mà cầu thủ chúng ta ra nước ngoài thì chúng ta mong họ cho ra sân để học hỏi. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Long Nguyễn. Xin chào bạn 36 quê cha. Thanh Hóa vẫn chưa thua Dũng ơi. Dạ xin cảm ơn chia sẻ của 36 quê cha.
Thanh Hóa đang bay cao ở trên bảng xếp hạng, rất tuyệt vời luôn. Hôm nay đánh bại Viettel 3-2 là cực kỳ là thuyết phục. Bạn Tính Phạm, bóng đá học đường bên Nhật rất phát triển, đặc biệt là sinh viên khi có nhiều cầu thủ nổi tiếng đang thi đấu ở châu Âu hoặc đội tuyển quốc gia. U17 thắng như vậy là một tín hiệu tốt. Xin cảm ơn chia sẻ của Tính Phạm. Thì chúng ta cũng biết rồi, Nhật Bản hay là Hàn Quốc thì cái môi trường bóng đá học đường, bóng đá sinh viên của họ chất lượng lắm. Thực sự là rất là chất lượng. Hồi xưa mà chúng ta cũng nhớ rồi, có một cái giai đoạn rất là dài là những cái đội tuyển mà chúng ta nhớ là đội tuyển quốc gia của chúng ta, mỗi lần mà gặp những cái đội tuyển như là đội tuyển sinh viên Hàn Quốc thôi là coi như là vô là nó đá cho mềm người mình ra rồi, chứ đừng có nói thua, cũng thua te tua luôn chứ. Đó, thì chúng ta cũng hiểu là chất lượng của họ là như thế nào rồi, vì đơn giản là bóng đá học đường của họ vẫn cung cấp cầu thủ cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp và thậm chí là khoác áo đội tuyển quốc gia là bình thường rồi. Xin chào bạn Vũ Luân. Nếu như Hoàng Anh Gia Lai với Thanh Hóa vòng 8 sai lầm của trọng tài thì Thanh Hóa bỏ xa ở V-League. Không, trọng tài hôm đó bắt chính xác, không có bắt sai lầm. Tại sao bạn Vũ Luân lại cho là sai lầm ạ? Vì cái tình huống, đừng nói là tình huống 3-2 nha, cái tình huống đó là trọng tài xử lý cực kỳ là chính xác. Các trọng tài họ hoàn toàn công nhận là trọng tài biên ông Linh đã bắt rất chính xác tình huống đó. Không sai. Chúng ta xem chúng ta sai vì chúng ta không hiểu luật. Mình cũng nghĩ là sai cho đến khi mà mình nghe các trọng tài họ phân tích thì mình mới thấy là đúng, đúng với những cái nhận định đó. Và mình cũng hơi bị nể ông trọng tài Linh vì dám đưa ra một cái nhận định chính xác như vậy. Xin chào bạn Hải Silicon Family. Thanh Hóa mạnh quá anh Dũng ơi. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn. Xin chào bạn Hải Vlog. Anh Dũng ơi, chấn thương của Quang Nho sao rồi anh? Sáng ngày mai thì Quang Nho sẽ đi chụp MRI. Tất cả những cái thông tin mà ngày hôm nay khán giả có đọc được đâu đó ở trên mạng thì đều là thông tin không chính xác. Dũng xin được chia sẻ. Quang Nho ngày hôm nay thì cùng với đồng đội di chuyển từ Đà Nẵng về Pleiku. Vì sáng ngày hôm nay thì tính đi chụp MRI nhưng mà ngày Chủ nhật nên là không có. Nên là đành phải chờ để quay về Pleiku rồi bắt đầu đi chụp MRI. Xin chào bạn Anh Tài, một cầu thủ ngoại chia tay Hoàng Anh Gia Lai hả anh Dũng? Mình nghĩ rằng là khả năng rất là cao. Bạn Nguyễn Thương, người hâm mộ Quảng Nam đang chờ đợi nhà tài trợ và tỉnh có cuộc giải quyết vấn đề về tài chính ổn thỏa, thuận lợi để đội bóng có nhiều động lực hơn cho tham vọng vừa rồi gặp Bình Phước. Vừa rồi gặp Bình Phước, Quảng Nam thua đúng không ạ? Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Nguyễn Thương ạ. Bạn Hải Vlog, anh Dũng có nghĩ Hoàng Anh Gia Lai sẽ chia tay Paulo không ạ? Mình có, mình cũng nghĩ là sẽ chia tay Paulo. Bạn Thanh Thúy, hôm nay Quốc Phương và Hoàng Đức đúng là ông vua kiến tạo chuẩn từng cm. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn. Bạn Trần Tiến FC, lứa U17 này có Công Phương và Lê Phát, nếu phát triển sẽ thành cầu thủ lớn. Xin cảm ơn chia sẻ của anh Trần Tiến FC ạ. Có thể nói là rất là đáng để chờ đợi vào lứa U17 Việt Nam lần này, để xem coi là vòng chung kết U17 châu Á sắp tới này các em sẽ thể hiện như thế nào. Còn lại thì chúng ta cũng đã thấy rồi, cả một cái hành trình tập luyện để mà chuẩn bị cho cái vòng chung kết đang đi rất đúng hướng. Bạn Nguyễn Hậu Chi, nếu nhìn kỹ Thanh Hóa đá, cách vận hành của ông Popop giống như ông Chusie đó em, chỉ khác là con người khác nhau, nhất là ngoại binh của Thanh Hóa quá ok, vì cách đá như vậy là lối chơi hiện đại. Xin cảm ơn chia sẻ của anh Nguyễn Hậu Chi ạ. Bạn Nguyễn Văn Kỳ, Hoàng Anh Gia Lai nên thay huấn luyện viên thể lực, mới đầu hiệp 2 mà ông Paulo đi bộ rồi, ghi bàn trước mà không đổi chiến thuật 5-4-1 để bịt hai biên của Đà Nẵng. Đà Nẵng chỉ một chiêu đánh biên mà thôi. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Nguyễn Văn Kỳ. Bạn Nguyễn Biện Xuân Trường, trận tiếp theo Công An Hà Nội 1-2 câu lạc bộ Thanh Hóa, câu lạc bộ Khánh Hòa, hy vọng U17 Việt Nam sẽ bổ sung lực lượng U23 Việt Nam cho vòng loại sắp tới.
hy vọng là U17 Việt Nam sẽ lực lượng bổ sung cho U23 Việt Nam cho vòng loại sắp tới. Cái này thì đọc mình chưa hiểu lắm. U17 Việt Nam sẽ lực lượng, sẽ là lực lượng bổ sung. Xin cảm ơn cái chia sẻ của bạn Nguyễn Biện Xuân Trường ạ. Mình nghĩ rằng là nếu mà U17 thi đấu tốt ở cái vòng chung kết U17 châu Á thì biết đâu là sẽ có một vài bạn trẻ được trao cơ hội để gọi lên U20, U22. Đó, hoàn toàn có thể. Tuổi trẻ tài cao mà các em cũng có thể hình rất là tốt nữa. Nếu mà đưa lên để rèn giũa sớm thì cũng rất là hay. Xin chào bạn Tính Phạm. Văn Toàn ra sân đá chính trong ngày Seoul Island thắng trận anh Dũng ơi. Xin cảm ơn cái chia sẻ của Tính Phạm. Lúc nãy thì mình cũng thấy Văn Toàn có đăng cái dòng trạng thái là tháng 5 của câu lạc bộ Seoul Island là rất là ấn tượng, với hình như là 4 trận thắng đúng không ạ? 4 hay 5 trận thắng. Có thể nói là Văn Toàn rất là hãnh diện và tự hào khi được góp mặt ở Seoul Island những trận đấu vừa qua. Mình thì cũng nói chung là cũng rất là vui thôi, chúc mừng cho Văn Toàn, nhưng mà có cái gì đó cũng cảm thấy hơi buồn buồn đúng không ạ? Hơi buồn buồn cho Công Phượng, cho Quang Hải trong khoảng thời gian vừa qua. Ba cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, chỉ có một được trao cơ hội đá chính nhiều và cũng đã được thể hiện. Thậm chí là ngày hôm nay thì Văn Toàn còn thể hiện còn khá là tốt nữa, rất là ấn tượng. Có thể nói là thể hiện vậy là rất là mừng rồi, rất mừng cho cá nhân của Văn Toàn rồi. Giờ chỉ chờ những cái thông tin vui đến từ Công Phượng và Quang Hải thôi. Nhưng mà xem ra thì Hải thì sắp trở về rồi. Po FC thì cũng sắp đá xong cái mùa giải năm nay rồi. Còn Công Phượng thì vẫn chưa tạo được cái dấu ấn nào, chưa có cơ hội để được thể hiện. Xin chào bạn Phạm Xuân, bạn có quan điểm gì về việc thi đấu trên sân không có khán giả như đội bóng nhận án phạt, ưu điểm và khuyết điểm? Đá không có khán giả rất là khổ, rất là chán. Thực sự là nó không khác gì đi đá tập cả. Đá sân không khán giả thì nhận định chung của cả hai đội bóng, của mấy ông trọng tài cho đến mấy phóng viên, đó là giống như là đi xem một cái buổi đá tập, mỗi cái buổi tập luyện thôi. Mặc dù là hai đội họ có thể đá quyết liệt bao nhiêu đi chăng nữa thì cái cảm giác sướng nó không có. Tại vì không có người hâm mộ, thậm chí là nghe người hâm mộ chửi đôi khi cũng là một cái rất là hay. Thiếu người hâm mộ chửi đôi lúc là cảm giác rất là lạc lõng và buồn bã. Thậm chí là bây giờ mà đá mà nhìn bốn cái khán đài không có một bóng người thì thôi, nó cái cảm giác nó rất là chán. Ưu điểm và khuyết điểm thì mình cũng không rõ đâu. Nói chung là cái cảm nhận là mình cùng với tất cả mọi người, những ai mà đã từng đi tác nghiệp những cái trận đấu đó thì cũng chán như các cầu thủ mà thôi. Con chào cô Thái Phạm. Cô chào con, cô like cho con rồi. Chúc con sức khỏe để có nhiều tin hay phục vụ cho mọi người xem kênh nhé. Dạ, con cảm ơn cô Thái Phạm rất nhiều ạ. Quý khán giả đang theo dõi livestream, nếu yêu thích thì có thể cho vlog Ngoài Đường Pitch xin một like để tăng thêm tương tác được không ạ? Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Con chào cô Nguyễn Thị Kim Ngọc. Thanh Hóa không có... Thôi, cô viết con đọc không có hiểu. Thanh Hóa không có đội nào ra nội và ca thi, cũng cho đến vòng sau là biết thôi. Con không hiểu được cái câu của cô. Xin chào bạn Hoa Sen, bạn Trần Official. Vòng 10 Hoàng Anh Gia Lai đá vào ngày bao nhiêu vậy anh? Vòng 10 ạ. Vòng 10 thì Hoàng Anh Gia Lai đá vào ngày 31 gặp Hà Nội FC trên sân nhà Pleiku. Trận đấu này thì diễn ra vào lúc 17 giờ. Mình cũng chỉ nghỉ có ngày mai thôi, xong rồi sáng ngày mốt là mình lại tiếp tục làm tour du lịch, đưa đoàn du lịch bóng đá lên Gia Lai, đi Măng Đen chơi, sau đó là sẽ về để cổ vũ cho Hoàng Anh Gia Lai đá với Hà Nội FC. Sau đó là có thêm một ngày nữa để khám phá Pleiku. Quý khán giả nào mà vẫn muốn đi Pleiku để mà giao lưu với các cầu thủ cũng như là cổ vũ cho trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC thì vẫn có thể đăng ký. Vì chiều ngày hôm nay cho đến thời điểm hiện tại thì mình check vẫn thấy còn vé máy bay, vẫn còn bán vé máy bay. Rất
rất là vẫn kịp. Nói chung là mặc dù là bây giờ là còn có 24 tiếng nữa hơn nữa là mình lại tiếp tục lên đường rồi, nhưng mà vẫn có thể kịp mua vé cho những ai muốn bổ sung ạ. Lúc này thì đoàn đang có 14 thành viên đăng ký đi tour du lịch này rồi ạ. Chi phí là cho 3 ngày 2 đêm là 8 triệu. Còn chi phí 2 ngày 1 đêm, tức là bay vào ngày 31 về ngày mùng 1 tháng 6 thì là chi phí là 6 triệu. Đó bao gồm cả vé máy bay khứ hồi đó. Xin chào bạn Trọng Thỏ. Pít ơi, biểu huấn luyện viên chú xe mang cả đội Thanh Hóa lên tuyển, anh thấy ok đấy. Cảm ơn chia sẻ của anh Trọng Thỏ. Rất là hay ạ. Xin chào bạn Đình Dũng. Dũng thấy Thanh Hóa đá đẳng cấp không? Dạ, xin cảm ơn chia sẻ của anh Đình Dũng ạ. Đúng là đang mệt mệt mà đọc cái câu của anh Trọng Thỏ phía trên là thấy là thấy khỏe lên liền. Bạn Nguyễn Nam, Thanh Hóa dễ vô địch lắm, cứ đá như vậy không vô địch mới là lạ. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Nguyễn Nam. Bạn Trần Quốc Đạt, hãy nói theo cách của bạn và hãy xem Thanh Hóa lội ngược dòng. Cảm ơn chia sẻ của Trần Quốc Đạt. Bạn 36 quê choa, hôm nay Viettel cũng chơi rất được đấy Dũng ơi, nhưng Thanh Hóa đơn giản là không thể đánh bại ở thời điểm này thôi. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn 36 quê choa. Thanh Hóa họ đá với tinh thần rất là cao, nói là đá rất là đất đá rất là bốc, rất là thích. Bạn Vũ 7880 Lê, cờ đến tay Thanh Hóa rồi, phất thôi. Em chào anh Trần Đại ạ. Dũng có vẻ đang mệt, dạ đuối anh. Vừa đưa đoàn đi về xong, bay về xong về đến nhà, lái xe về đến nhà cũng 9 giờ mấy rồi. Nhưng mà sáng do là sáng nay không livestream nên là thôi quyết định là lên sóng luôn trò chuyện với mọi người, chứ buổi chiều định livestream mà ngồi ở sân bay có mấy bàn xung quanh họ ngồi họ nói ồn quá, mình không dám like, mình sợ là mà có nhiều người còn ngồi còn chửi thề nữa, cái mình sợ là livestream mà lọt âm thanh vô kỳ, cho nên là thôi không không like. Xin chào bạn ở đâu rồi, chưa kịp câu hỏi trôi hết rồi, thôi cũng đã khuya rồi, có lẽ là mình cũng xin phép là thay đồ đi tắm rồi ăn tối. Rất là cảm ơn cả nhà đã dành thời gian để theo dõi chương trình của mình tối ngày hôm nay, và hy vọng rằng là ngày mai chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin thú vị để trò chuyện cùng với nhau. Rất cảm ơn cả nhà đã dành thời gian để theo dõi vlog ngoài đường pit, và nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho mình xin một lượt like, hoặc là nếu như chưa đăng ký theo dõi thì có thể cho mình xin một subscribe. Xin được chúc cả nhà một buổi tối bình an, ngon giấc. Ngày mai là ngày đầu tuần, chúng ta lại tiếp tục với rất là nhiều công việc thú vị, bận rộn. Hành trình của mình sắp tới sẽ là Pleiku, từ ngày 31 từ ngày 30 tháng 5 cho đến ngày 1 tháng 6 ở Pleiku. Sau đó thì đến tiếp theo là ở Hải Phòng từ ngày 4 tháng 6 cho đến ngày 6 tháng 6. Hy vọng rằng là vlog ngoài đường pit sẽ mang đến cho quý khán giả nhiều thông tin hay, thú vị về bóng đá Việt Nam. Chúc cả nhà một buổi tối ngủ thật là ngon ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.